Thì có đúng 60 phút. Thời gian bắt đầu. 60 phút cái gì? 60 phút để tìm con chủ anh về đây. Đi thôi, em đi liền. Anh tưởng là Hồng đi với Lĩnh rồi anh đi với anh mà. Đâu có sao đâu, thì ai đi với ai cũng được mà. Thôi thì anh cứ đi với anh Lĩnh đi ha. Anh đi với anh đi. Thôi, bây giờ cứ đủ xe nào thì mình đi xe nấy thôi. Địa điểm là ở Vũng Tàu. Có thông báo trên group rồi đó. Ai cho tụi em nghỉ tiết vậy? Về lớp viết bản tường trình cho thầy. Viết là em đó quanh, viết hai bản cho thầy. Em áo trắng ơi, có đi nhờ xe không em? Có. Nè, quên. Con gái ông vừa chạy bên kia kìa. Bây giờ ông kêu người đuổi theo còn kịp đó. Đúng rồi chú, bây giờ đuổi theo á là kịp bắt về ăn cơm tối luôn á. Bắt cái gì? Kệ nó. Là sao? Con cậu chỉ là mấy đứa sinh viên thôi mà. Vậy mà cậu quản cũng không xong. Tôi cũng hiểu cậu làm giảng viên cái kiểu gì. Ông mà tôi giữ mấy chục đứa lận. Ông có mỗi con bé quanh mà ông để cho tôi rồi. Còn thả treo nữa. Cô Ly muốn hợp tác với lại cái lớp marketing K8 để mà tìm cái chiến lược VIA với lại tìm nhân lực trẻ cho công ty của cổ. Cô Ly, còn đây là thầy Khải, chủ nhiệm của lớp K8. Xin vui được gặp anh. Ở đây à? Rồi. Cảm ơn anh đã chở tôi đi một vòng nha. Không có gì. Dạ, cô chủ mới về. Nãy giờ anh thấy gì rồi? Chú, bữa giờ con cấn con khó chịu lắm rồi chú. Chú dễ dàng để cho cô anh đi chơi cái rạc luôn nha. Thì lâu lâu cũng phải thả cho nó đi chơi một bữa với mày. Siết nó hoài, chỉ có nước phản tác dụng thôi. Xin lỗi, em là Hoàng Anh, đại diện lớp MKT8. Em có thể trao đổi với chị một số vấn đề được không ạ? Ok, em cứ thoải mái. Chị nghĩ đây là cuộc giao dịch công bằng đúng không ạ? Em tự tin bản chiến lược của tụi em tốt tới mức có thể điều được giá với chị sao? Trần Hoa, lăng nhăng, ông bướm. Nhìn thấy ai cũng cười. Là sao? Sao tự nhiên Trang Hoa lan nhăn búm là sao? Bà ở lại đây. Bà đi theo thầy Khải. Bà cản không cho thầy Khải ăn ổ bánh mì đó biết chưa? Bà chỉ còn mua bộ bánh mì xong mà chạy tới đưa cho thầy xong nhõng nhẽo vài câu là được rồi. Làm cho tôi đi tới cản thầy không cho ăn bánh mì của chị Ly. Thầy nhìn tôi với con mắt hở như tôi là con ngớ ngẩn vậy. Bà không biết gì hết trơn á. Đâu phải là tôi muốn lấy lòng thầy đâu. Bà chắc phải cầu bánh mì này chị Ly mua cho thầy đúng không? Chắc. Tại hồi nãy á tôi thấy á chị Ly đưa cho thầy xong rồi tôi mới làm phiền thầy rồi thầy mới để cái bánh mì đó rồi dắt chị Ly lên phòng hiệu trưởng á. Lên đi lên. Nè, hai đứa làm gì đó? Dạ, tụi em trộn. Tụi em trộn bánh tráng trộn. Nói chung là cái gì trộn được là tụi em trộn. Dạ, em lên đây để xin thầy ký vô cái giấy xin phép cho bà Nhung ba xin nghỉ học. Tôi nghĩ chi? Xin phép gì vậy? Bệnh con gái á thầy. Chưa có tới. Chưa tới mà. Dạ. Tới rồi thầy. Tới rồi. Bệnh con gái á thầy. Nhưng mà có điều là tụi em bỏ quên cái tờ giấy ở dưới lớp á thầy. Nên là hai đứa em xin phép đi xuống dưới trước để lấy lên cho thầy với chị buổi sáng vui vẻ. Dạ. Yeah. Tụi em đi nha thầy. Ừ. Hai đứa đang tính dở trò gì ta? Sinh viên bây giờ nhiều năng lượng quá anh ha. Thôi, anh ăn đi không để đói. Em ra mua ly nước cam. Anh uống gì không? Không cần đâu, anh có cà phê yêu thích của anh rồi. Em muốn không? Em không ngờ anh lại là fan cuồng của latte cà phê và caramel nha. Bí mật, đây là dòng thương hiệu Kirin mà em đang phụ trách làm lại chiến lược quảng cáo đó. Ừ. Anh sao vậy? Cây. Ôi, sao lại thế này? Sáng em mua bánh mì chả thịt cho anh mà. Cái này
Không phải em đâu, mấy đứa nghịch ngợm kia đó. Em đã nói là em không có làm mà sao thầy cứ theo ngoài vậy hả? Ủa em đang chối tội vụ gì vậy? Thầy cái vụ. Cái gì? Nè, thầy đắc tội gì với em á thì em nói để thầy sửa chứ. Em cũng biết ớt cay lắm không? Mà ớt á là thứ thầy ghét nhất đó. Mà cái gì mà thầy ghét nha là thầy thích chinh phục và thu phục nó. Em không có làm, em không có biết gì chuyện này hết trơn á. Rồi, coi như thầy đổ quan cho em đi. Còn cái vụ ý tưởng Kirin thư tán mỗi ngày á, em làm xong chưa? Em đang đi làm luôn nè, mà bị thầy cản lại nên trở hết công việc của em luôn rồi, thiệt tình luôn. Ê, cẩn thận. Qua bên kia để thầy chỉnh cho. Có sao không? Đứng yên nha, thầy chỉnh cho nha. Ê thầy. Cái gì? Thầy định làm cái gì vậy? Thầy ngồi xuống chỉnh cái chân cho em chứ làm cái gì. Ê thầy nhìn xuống thôi, đừng có nhìn lên. Nhìn xuống. Thôi thầy. Ê thầy, hay là thầy đừng có nhìn luôn đi, khỏi nhìn. Thầy nhắm mắt hả? Ờ đúng rồi, nhắm mắt, nhìn xuống. Được chưa? Dạ được. Rồi đưa chân cho thầy đi. Cái chân mà đau á. Dạ chân đau nè thầy. Xạo xạo cái chân kia kìa. Chân này nè. Thầy cởi dài nha. Ê thầy ơi, nhẹ nhẹ thầy ơi. Rồi em chuẩn bị chưa? Ồ. Thầy đếm tới ba thầy bẻ nha. Đau nha thầy. 1 2 3. Thầy đau đúng không? Có sao không? Có sao không? Thầy đánh lấy công cho tôi hả? Trời ơi, em phải ráng chịu đau chứ. Nhát quá cô gái à. Rồi, đỡ đau chưa? Ừ. Thì mang giày lại nha. Sao, em đỡ đau chưa? Có cần thầy ẵm đi không? Không, em không cần đâu. Alo. Đúng, anh điều tra cho tôi cô gái tên Hoàng Oanh, sinh viên MKT8. Hình như ra thế con bé khá khủng. Anh điều tra cẩn thận chi tiết rồi gửi cho tôi. Chi phí như thế nào cũng được. Ok, xong mail thì gửi cho tôi. Dạ rồi, không mời bác. Bác dùng thử coi sao ạ. Trà ngon. Mừng quá. Trà kỳ này là con mua ở bên Nhật được có 2 kg thôi. 1 kg thì con gửi qua cho ba con ở bên Mỹ rồi. Còn 1 kg thì con để tặng bác. Nè, ba con nghiện trà hơn bác. Sao không để ba con dùng đi, mang cho bác nhiều quá vậy? Dạ thôi không có sao hết á. Ba con đã có phần của ba con rồi. Còn bác cũng như ba con mà, bác cũng phải có chứ. À Khánh Toàn nè, nghe ba con nói á, lần này con ở Việt Nam á là tiếp quản công ty luôn phải không? Dạ đúng rồi, tại vì ba con ra tối hậu thư với con rồi. Con mà không về tiếp quản đợt này là gạch tên con ra khỏi hộ khẩu luôn. À không sao, hay là con nhập hộ khẩu vô gia đình bác luôn đi. Trời, thôi bác đừng có nói vậy, Ngọc Ly mà nghe được Ngọc Ly la con chết. Sáng sớm mà anh qua nhà tôi làm cái gì vậy? Đó bác thấy không? Nè, Khánh Toàn lâu lâu về nước mang trà qua cho ba không được hay sao? Con mới là người kỳ cục á, lần nào gặp nó cũng quạ quọ. Bộ nó thiếu nợ con hả? Thôi con đi làm đây. Anh, đưa tôi đi. Nè, Khánh Toàn mới vừa qua chơi, sao không kêu nó đưa con đi rồi? Dạ thôi không sao đâu bác. Để con tranh thủ đưa Ly đi làm, rồi có gì con về con tỉ kiện chung với bác nha. Bác đợi con chút. Dạ.
Thôi, Thái con đi nha. Ừ. Không biết rốt cuộc nó có bị làm sao không nữa. Tôi nói anh tránh xa ba tôi ra. Sao anh lì quá vậy? Em ơi, như ba em nói đó, mối quan hệ của hai gia đình chúng ta đã thân với nhau như vậy rồi. Bây giờ anh muốn tránh thì anh tránh làm sao? Anh đừng có dở cái giọng giả tạo đó với tôi. Chúng ta đã quá rõ về nhau rồi. Kéo màn xuống thôi, đừng có diễn nữa. Chính bởi vì em nói chúng ta đã quá rõ về nhau, cho nên anh có làm gì đâu. Nhưng mà đó, em cũng đâu có muốn là người khác biết chuyện của mình đúng không? Anh nên biết điều một chút đi. Đừng mưu tính gì với tôi và ba của tôi hết. Coi chừng tôi đó. Ok, anh luôn biết điều, em biết điều đó mà. Nhá. Thơm 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 chú thú thơm thơm. Dạ thưa ba con đi. À đây 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 con gái con gái. Khoan khoan chờ ba chút xíu. Hôm nay con ngồi xuống đây đi. Nhưng mà chính tay ba nấu cái tô bún bò này cho con ăn. Con ăn đi cho ba vui. Thôi con không ăn đâu, con chạy tiếp rồi ba. Rồi 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 ngồi xuống đây đi, ráng ăn đi, thịt bò bổ lắm đó. Ăn cho hết cái tô này đặng có sức mà đi học. Con đã nói là con không ăn mà. Đó, tại mày đó, mày thấy chưa? À, sao tao con? Bún bò gì mà không có rau? Mày biết con gái tao thích ăn rau mà không có rau làm sao nó chịu ăn? Hả? Thì cũng chú dặn con không? Chú dặn con là ra chợ mua nguyên liệu về cho chú nấu. Thì chú dặn là bún bò, thì mua bún như mua bò làm có chữ rau. Làm gì có chữ rau đâu. Nên thôi. Ăn đi cho ba vui mà. Ăn miếng đi. Cái gì mà mặn lẹ vậy ba? Mặn lẹ. Tại ba muốn tận tay nấu cho con gái cưng của ba ăn. Hay là thôi ba nấu cái khác con ăn nha. Trời ơi ba ơi, con trễ rồi. Gia thế nhà Nguyễn rất lớn, lại dính dáng không ít tới thế giới ngầm. Chỗ khách hàng quen tôi mới nhắc cô, có làm ăn giao dịch gì cũng nên lưu ý một chút. Tại sao anh Khải lại tới nhà ông Nguyễn? Con gái ba đang làm gì đó? Ba. Nghe nói con định giao cái dự án Bia Kirin tư tấn cả ngày cho một đám nhóc sinh viên nào phải không? Thông tin của bà cũng nhanh quá ha. Nè, cái sản phẩm đó xem như là sản phẩm chủ chốt của dự án lần này mà con lại giao cho mấy đứa đó, bà cảm thấy lo lắng quá. Nè, con có đang hưu luôn không vậy? Sắp tới ngày ra mắt thị trường rồi đó. Bà yên tâm đi, con sẽ tìm được một chiến lược xuất sắc nhất, ấn tượng nhất cho bà coi. Ngoài ra, con còn tìm được về cho công ty mình những mầm cây tốt nữa. Tuổi trẻ thì thường mạo hiểm, nhưng ba già rồi, ba muốn đi bước nào là phải chắc bước đó. Ba phải tin con gái ba chứ. Ba yên tâm, con sẽ không làm phí tâm huyết 3 năm của ba đâu. Ba chỉ cần vui vẻ và chờ kết quả là được. Ba biết con gái ba dở rồi, nhưng mà muốn ba vui á thì mau tìm cho ba một chàng rể đi. Ba. Ừ. Thôi không nói chuyện đó nữa. Nhưng mà phải tìm cho một chàng rể biết kinh doanh hay chưa, để còn phụ giúp con nữa. Ba nói là ba không nói nữa mà. Mà con gái ba giỏi vậy thì cần gì rể biết kinh doanh. Rể giảng viên, bác sĩ cũng được mà. Ủa? Có luôn rồi hả? Ai vậy? Chưa, mà thôi, ba mau phê duyệt kinh phí dự án Pia Kirin tươi tắn cả ngày cho con đi. Hồi nãy ba hứa với con rồi đó. Được rồi, để ba xem xét lại rồi ba ký cho. Nhưng mà nếu kế hoạch sai lầm, con phải chịu trách nhiệm trước ban giám đốc đó. Con biết rồi. Anh ơi,
hôm nay em đau họng đúng không? Uống nước cam đi cho thông họng. Chắc tại hôm qua em ho nên là hơi đau cổ một xíu. Em có bị ốm không? Để đi mua thuốc cho. Thôi không sao đâu. À, Oanh, thế còn chuyện lên ý tưởng PR cho Kirin tư tán cả ngày á, đến đâu rồi? Anh thấy cả lớp nó sốt ruột lắm rồi đấy. Em vẫn chưa nghe chị Ly nói gì, nhưng mà chắc là phải qua ban giám đốc kiểm duyệt thì mới được. Kiểm duyệt gì mà lâu dữ vậy? Có khi nào hôm bữa bà tự tin quá nên người ta ghét không? Anh cũng vì quyền lợi của lớp nên mới nói thôi mà. Sao mày để chấp anh? Thì em cũng vì quyền lợi của lớp nên mới nói thôi chứ bộ. Cả lớp ai cũng phải chia nhóm, chia tổ để làm. Nghĩ cả tuần lễ mới ra ý tưởng, cực muốn chết. Thôi, bây giờ về đi. Hai anh, Nhung với Hồng, đi giải thích cho các tổ ý tưởng biết. Còn em thì em sẽ gọi cho chị Ly. Ừ, để anh đi cho. Anh nói mà thằng nào không nghe, anh chủ mà bộ, đấm một trận. Trời ơi, anh cẩn thận đó nha. Nếu như mà thiệt hại phát hiện ra là không chừng anh đi tới anh uống trà tâm sự nhân sinh với thầy á. Anh còn phải sợ á. Ê, được đó. Vậy thôi bây giờ mình chia nhau ra làm đi. Ừ. Đi. Đi, đi luôn. Câu. Đi thôi. Anh Sang, mình đi chung nha. Thôi, anh nói rồi mà, mình chia nhau ra đi mới nhanh. Bây giờ anh ra thư viện, em ra sân trường, ok? Thôi, nhưng mà em không có giỏi ăn nói, em sợ em nói mọi người không có hiểu. Khổ quá nhở, có gì đâu mà không hiểu. Em nghĩ gì em nói đấy thôi. Đi nha. Ôi anh Sang. Vâng. À. Chín mươi phần trăm là tụi mình toi công hết rồi đó. Cái đống ý tưởng bia hôm bữa thế nào người ta cũng không thèm duyệt cho coi. Vậy sao được, tụi tôi cực khổ làm, bây giờ có kết quả hay không cũng phải cho rõ ràng chứ. Thì cũng tại Bảo Anh chứ ai. Hôm bữa ai muốn đứng lên chảnh chọe nói này nói kia, đòi điều kiện này điều kiện nọ ta ghét bỏ hết chứ sao. Sao bà có chắc là tại Oanh? Trời ơi, tôi ở trong nhóm đó mà sao tôi không biết được. Bộ anh lúc nào cũng nghĩ lại vô ba của bả, đâu có sợ ai đâu. Với lại người ta là con nhà giàu, mất cơ hội này có cơ hội khác, đâu có như tụi mình. Đúng đó, đáng lẽ trước khi nói á thì lớp trưởng cũng phải tham khảo ý kiến của mọi người. Đối với bả không được thì cũng đâu có mắc mát gì, đâu có giống như tụi mình. Bởi mới nói, tôi cũng đâu có muốn làm thân với bả đâu. Nhưng mà không chơi thân á thì bà lấy lý do này kia để chèn ép tôi. Tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống đại học bình thường, cầm tấm bằng đại học ra trường thôi à. Ê, nhưng mà nói nghe nè. Gì? Hai bà đừng có nói cho bà nghe nghe chưa. Ừ, tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Nhớ. Xưa tới giờ tôi chưa có muốn ác với bà, nhưng một khi đã muốn giành anh Sang với tôi hả, không có cửa đâu nha. Không dùng chiêu thì không được. Anh Sang, anh cho em chơi chung với. À, anh với Oanh lại vừa chơi xong mất rồi. Hay mình lên thư viện hai em. Bây giờ bọn anh bận rồi, em chơi với Nhung đi ha. Thôi, hay là mình đi lên thư viện chung luôn đi. Thôi, hai người đi với nhau đi, tôi không sao, tôi ngồi đi chơi. Đi. Ừ, thôi vậy mình đi. Đi.
Này nghe. Cái gì? Nói đi. Bà phải nhìn tôi mới nói được chứ. Nè, không nhìn vô camera cũng nói được nè. Rồi, nói nhanh lên đi cho tôi còn selfie lại nữa. Hay giờ bây giờ mình lập hội anti fan bảo anh đi. Cái gì? Bà định bán nước mang bè... Thôi. Bà định bán nước mang bè thiệt đó hả? Thôi, bán gì được chứ, bán nước mang bè tôi không bán đâu. Tào lao quá, ai kêu bà bán đâu. Chưa gì mà giấy đóng rồi. Nghe tôi nói nè. Bà có nhớ cái vụ hôm bữa bên công ty truyền thông không? Ừ. Thì tại vì bà Oanh gây xích mích với lại chị Ly, cho nên vụ đó bị ngâm, chưa được trả lời trả vốn gì hết trơn. Ừ, thì sao? Thì mày mất cơ hội chứ sao? Thì hiểu rồi, nhưng mà ý là cái đó là quyết định của người ta mà, liên quan gì tới tụi mình? Có liên quan chứ. Thì bây giờ bà nghĩ coi, cái vụ này á là bắt nguồn tại vì bà Oanh, cho nên bây giờ tôi nghĩ là mình phải tạo sức ép cho bà Oanh để bà đi xin lỗi bên kia. Thôi bà đừng có mơ. Bà có biết là bà Oanh đã thà tự mở công ty còn hơn là đi xin lỗi người khác không? Bây giờ tôi có cách nè. Chơi không?